Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão số 4, có thể di chuyển về phía đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nhưng vẫn gây mưa lớn cho đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng nay, ngày 18 tháng 8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2020, và có tên quốc tế là Hegos. Hồi 7 giờ sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10, bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 8, tâm bão trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đến 7 giờ ngày 20 tháng 8, tâm bão trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Trong 48-60 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là một vùng áp thấp, dù không đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta, nhưng dự báo hoàn lưu bão số 4 có thể gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ từ 20 đến ngày 23 tháng 8. Trong khi đó, hôm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000 m hoạt động mạnh, nên từ nay đến ngày 19 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-150 mm trên 24 giờ. Riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi trên 180 mm trên 24 giờ. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70 mm trên 24 giờ. Có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trọng tâm mưa lớn còn tập trung trong ngày và đêm nay, ngày 18 tháng 8. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.